Kính thưa các quý vị, thì chương trình tổng kết của chúng ta cũng tương đối là dài. Xin kính bà Chu Thị Liên lên báo cáo tài chính của chi hội. Xin kính mời bà. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các cụ, các ông, các bà là hội viên của chi hội người cao tuổi Sen Hồ. Tôi trước khi báo cáo về tài chính, tôi xin chúc tất cả các đại biểu, các cụ, các ông, các bà sang năm mới có một sức khỏe dồi dào. Bây giờ đến cái phần báo cáo về tài chính thu chi của năm 2020 thì tôi xin báo cáo như sau. Trước hết là phần thu. Phần thu thứ nhất là thu chân quỹ của hội viên mới tham gia được 13 triệu. Vì năm nay là có nhiều hội viên tham gia, mới tham gia cho nên là số chân quỹ cũng tăng lên so với năm trước. Quỹ chăm sóc là 930.000. Quỹ chăm sóc là 930.000. Thu hội phí của năm 2020 là 10.032.000. Lãi suất cho vay và gửi ngân hàng thu được là 6.600.000. Các khoản thu khác thì năm nay không có ai tài trợ cho nên là không có cái khoản thu khác. Quỹ lưu của năm 2019 còn lại 9.822.000. Vậy tổng quỹ là 40.384.000. Đấy là quỹ tiền mặt của năm 2020. Thứ hai là phần chi. Chi thăm hỏi hội viên đi viện về là 1.171.000 đồng. Viên hội viên qua đời là 6.600.000 đồng. Nộp hội phí lên cấp trên 3.500.000 đồng. Phần thu khác 5.497.000 đồng. Tôi xin giải thích về cái phần thu khác là chi bù cho tổng kết năm 2019, chi hỗ trợ cho các câu lạc bộ hoạt động trong năm, chi cho các đại diện của ban chấp hành đi dự tổng kết các chi hội, các câu lạc bộ ở trong thôn. Thứ tư là mua quà nhân ngày 1 tháng 10 cho các hội viên tuổi cao từ 80 tuổi trở lên. Cân đối giữa phần thu và phần chi. Phần thu là 40.384.000 đồng, trừ đến phần chi là 16.768.000 đồng. Còn lại quỹ là 23.616.000 đồng. Phần thứ tư là tiền gửi ngân hàng và cho vay. Hiện nay tiền gửi ngân hàng và cho vay của chi hội chúng ta là còn 135 triệu, là có 135 triệu. Thế như vậy tiền gửi ngân hàng có 135 triệu cộng với 40 triệu là quỹ của năm 2000, quỹ của năm 2020 trừ đi cái phần chi, còn quỹ còn lại là 23.616.000 đồng. Như vậy tổng số tiền quỹ và tiền cho vay là 158.616.000 đồng. Đấy là tổng cả tiền mặt và tiền cho vay hiện nay. Tôi xin hết ý kiến. Chúc các cụ luôn luôn mạnh khỏe.
mình với cô giáo.